Hiện Tiên Vlog xin kính chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Ủa khán giả cúng gì đây ta? Wow, cúng đồ cho cậu nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ Hoa Viên của Pháo đúng không? Dạ, Hoa Viên bảo Pháo xuống cô chú anh chị ơi. Bây giờ được còn 5 mà. Bên Hòa Viên kêu háo hẹn xuống nên là bây giờ mấy anh em đang háo hẹn xuống nha cô chú anh chị. Lúc bây giờ ra tháo bán hàng nha. Tại vì bên Hậu Tiên tôi để nữa tháo chút. Bồ muốn khóc luôn quá. Nè 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 anh cho em chụp tấm hình. Đâu anh khóc rồi. Cái đây. Khóc đi. Nãy em nghe anh la buồn muốn khóc mà, khóc đi. Ủa chụp một hình cái ngồi nhẹ đây, chụp một hình cái đi. Khóc đi anh. Buồn rồi, khóc rồi. Miếu rồi, miếu rồi. Miếu miếu đây khóc đi quỷ. Hồi nãy nói hay đó mà, muốn khóc rồi khóc đi. Nói chung là con Tú rất đẹp nha. Bây giờ thì dẹp rồi nha cô chú anh chị. Ở đây nữa, cái hình đó. Cò bay gì đâu. Tại vì mình cho cậu nó để cho cậu mà không biết ai đâu. Cò bây giờ cò chạy đâu, bây giờ cò chú liền. Đó nằm giống kia này. Mấy cắt đi. Chúng anh ngang lòng nói gì không? Cái gì vậy? Là anh cho em coi là anh tắt nha. Con này đẹp hơn nè. Bướm nè. Bướm gì nữa? Ở dưới đây này ta có con bướm mà. Ta có con bướm mà bây giờ lại gỡ hàng mà sao đây? Sắp con bướm mà gỡ hàng rồi. Con đây không? Con này sắp không? Không, 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 không. Con này đó. Đó con đây nè. Thấy chưa? Anh về tên của ta lại đó. Sắp đưa đây lên đó. Nhưng mà tình hình này chắc không được rồi. Chìm ra dễ thương lắm. Chìm sắp để lên đó. Gì hả? Lá xuống được hơn. Không mà chắc bướm mà bên Hoa Viên nó cho đó. Tại vì bãi trên mà. Bướm. Chắc mình là chim chứ. Chim. Thì mình phải xin trước rồi sao? Anh đang bắt cà phê cái quỷ. Mình đang đọc là vô tháo hạt. Vô tháo hạt. Mình đang vô tháo hạt. Em đang phải biết. Em đang công tác clip á. Tháo bình thường hả? Không có gì đâu gì hết. Để cho đẹp cậu còn cái quả này thôi. Ủa mình háo đủ 12 con chưa? Mình có đếm lại không? Có đếm lại đủ 12 con chưa? Xin lỗi chị Hồng Ngọc nha, tại vì bên thiếu mà duyên nhiều tụi em tháo xuống đó, thì anh Tiến cũng vào, tụi em cũng báo chị anh Tiến vào để tháo xuống đó, nên chị thông cảm là khi mình có muốn mang vào một cái gì đó ở trong mộ của cậu thì chắc cũng phải là phải xin phép. Ủa mà đặc biệt bây giờ mình bỏ qua hai đó đi. Mình nói cái này đi. À, cái dép này với cái áo này là của khán giả nào không biết nữa nè. Ờ. Vậy hả? Cũng ấy phải không? Này, cái này.
À, buổi trưa ý à, buổi buổi tối à, nhìn lên đèn đẹp ha anh. Đúng không? Thì à, buổi trưa của một cậu thì giờ chọn cái anh em ở đây ekip cũng như là mấy anh em YouTube nó đến đây để cập nhật tình hình đậu phụ là bây giờ là không có còn những cái con hạt ở trên rồng cũng như là trên cái lục bình nữa nha cô chú anh chị. Đó thì tôi cũng xin thành thật là phải nói thế nào đây chị Hồng Ngọc đừng buồn nha chị ha. Đó là cái phía trên đưa xuống chứ tụi em cũng không có muốn điều đó xảy ra. Cái lúc nào mà giả nói là cao hơn thật sự như là trong những cái video á nhiều khi là thích quá nhưng mà ngày nay thì cũng chuyển mưa nhiều lắm cô chú nhưng mà đều không có mưa đó, chỉ có chuyển rồi mưa dài hạn rồi sau đó là hết mưa đó, nên bây giờ thì tiên sẽ cập hợp nhật tình hình mới nhất ở mặt của cậu cho cô chú anh chị nha. Thì hạt thì cũng đã gỡ xuống rồi nên là mấy anh em cũng đều rất là buồn luôn, không biết nói gì hơn tại bữa giờ mấy anh em cũng ở lại cập nhật buổi tối đó, thì có những con hẹp rất là đẹp nha. Nhưng mà không may tình hình thì nó đã thay đổi thì cũng không sao. Không có hẹp thì cũng còn những cái con rồng nè đó, rồi lục bình cũng rất là đẹp. Cô chú anh chị đang xem kênh của Thiện Tiên hàng ngày thấy mẫu của phụ năm thì luôn có những cái thay đổi mới đó, thì nếu mà có duyên thì nó được ở đây tiếp tục đó, còn không có duyên thì thôi đó là tùy duyên thôi cô chú anh chị. Rồi bôi vô đen đen rồi á. Anh từng nói vậy. Em tới là làm cái chạy hụt con đội xuống. Thầy giáo vừa tới luôn. Okay, let's go.
và cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Tiên tiếp tục ra những cái video mới trên kênh của Hiền Tiên. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.